Em chào bà con nha. Hôm nay ngày 22 tháng 11 2022 á, em cập nhật thêm một số máy nữa ha, cập nhật thêm một số máy nữa ha. Đây cây 09, cây GTEC B11, cây này học online tốt 6.1 luôn, giá nó 400.000 nha, số 09 màu đen ha, 09. Cây 09 ha. Wi-Fi đầy đủ ha, Wi-Fi đầy đủ ha, hai sim nha. Lướt mượt ha, không cảm ứng không lỗi gì hết ha. Rồi số này số là 109, 109 ha. Giá 400, Android 6.1. Cây GTEC B11 ha. Rồi cây này kêu số 109 nha. Rồi cây này là cây 110 ha, 110 110 ha. Cây này G1 2016 bị ám, học online tốt 5.1 luôn, giá 350 nha. Rin nguyên một cây luôn, rin nguyên một cây luôn ha. Rồi nó bị ám nên nên bán hơi rẻ ha, đó rin nguyên một cây luôn, tem rin còn luôn ha. Đó, màn hình rin luôn đẹp luôn ha. Wi-Fi đầy đủ nha, pin tốt ha. G1 2016 nha. Android 5.1, coi YouTube đỏ được, Zalo được ha. 350 thôi. Cái này 350 nhỏ gọn ha. Bỏ túi ok ha. Rin nguyên cây full nha, không lỗi gì hết nha. Rồi cây này giá là 350 nha. Rồi cây số 111 ha. Cây này Asus X008D. Cây này bị nứt kính, găng tay một chạm. Mà cây này gam 3 nha, gam 3 cũng nhớ 32, 7.1. Giá 400.000 thôi, tại nó nứt kính nha. Nứt kính nha, em bán 400 nha, găng tay một chạm luôn. Cây Asus nha, cây Asus bị nứt kính nè, cảm ứng thì xài bình thường. Đây, cảm ứng xài bình thường, em test cảm ứng cho coi ha. Cảm ứng sao bình thường nha, sao bình thường luôn ha. Camera này kêu bình thường hết, full nguyên cây, chỉ có nứt kính thôi nha. Mà cây này gam 3, nếu mỏng nứt kính em bán 800.000, cỡ này em bán có 400.000 ha. Mua chữa trái nha, chơi liên quân này kia đó, 400.000 ha. Số 111 ha. Rồi cây số 112 112 nha, Galaxy A500 này nhôm nguyên khối nha. Nó nguyên khối luôn ha, nó nhôm nguyên khối luôn. Cây này siêu mỏng nhẹ ha, cây này gam 2 cũng như 16 5.0 chuẩn ha. 500.000, cây 500.000 nha, không nứt không gì hết nha. Cũ 3 năm tháng ha. A5 nha, cây này A5 nha, ghiên nguyên cây luôn á, ghiên luôn nha. Rồi cái A5 ha, số 112 ha, 500.000. Rồi cây này cây Galaxy Z320. Z320 nha, học online tốt 5.0. Giá 500.000, Z320 em có hai cây nha. Một cây là 113 với một cây là 22 à, 1122 nha. Cây màu vàng, cây 113 thì màu trắng ha. Cây này 500.000 nha, Android 5.0 ha. Z320. Z320 riêng nguyên cây luôn nha, riêng nguyên cây luôn nha. Rồi 500.000 ha, cây màu trắng 500.000 nha. 113 ha, cây 114 ha, cây A3 nha, Galaxy A3 nứt kính gam 2 bổ như 16 5.0, giá 300.000 thôi. Cây này bạn tại vì nứt kính 114 nha, nó nhôm nguyên khối luôn, màn hình ghi nhưng bị nứt kính, cảm ứng sao bình thường, cảm ứng sao bình thường ha. Cảm ứng sao bình thường,
không không lỗi gì hết, chỉ có nứt cảm ứng thôi nha, cảm ứng nó nứt nè, đó không, nó nứt vậy ha, xài bình thường hết luôn, bỏ túi nghe gọi ok ha. Android nó 5 chấm, học online tốt ha, gam 2 vũ nhôm 16, 300.000 thôi ha, 300.000 là bằng cái xác á. Cây Apple H gì, cây hủ tiếu chai U11 ha, cây này mạnh mẽ lắm, gam 3 vũ nhôm 32 luôn, 8.0, cây này bị nứt kính luôn, ở mặt sau cũng đẹp ha. Cây này 115 nha, 400.000 thôi, 115 nha, 400.000, bị nứt kính cảm ứng xài bình thường, bị nứt kính ha, đớm ha, wifi đầy đủ hơn, pin tốt ha. Em kiếm cài đặt đây, nó bị nứt kính nha, bị nứt kính đớm ha, mà rất là mạnh, cảm ứng xài bình thường nha. Cây gam 3 của nhớ 32, nút về bên đây nha, mỗi một cái dòng máy nó, nhà sản xuất nó khác nhau ha, cảm ứng xài bình thường nha. Chơi Liên Quân này kia đồ ok mượt mà ha, wifi này kia ha, đó, wifi đầy đủ ha, mạng ok, sim sóng ok ha. Đó, cây này là H hủ tiếu chai U11, nứt kính, gam 3 của nhớ 32, 8.0, giá 400.000 nha. Cây 116 cây Galaxy C5 nha, bự tổ bữa nãy lúc, gam 2 quận nhớ 16, 6.0, giá 500.000 thôi, em bán ghẻ cây này 500.000 thôi ha, quá trời bự luôn ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50.000 hay chuyển khoản cho em 50.000 ha, còn lại là 450, như ví dụ như cây này 500 thì còn lại 450 cộng tiền ship 35.000, em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng ok nhận ha. Mua 2 cây trở lên thì em bao ship, mua 1 cây thì 35.000 tiền ship ha, chuyển khoản hết số tiền trên máy thì bao ship luôn. Pin tốt luôn ha, wifi đầy đủ ha, rất là mạnh. Rồi cây này em bán rẻ luôn, 500.000 thôi nha, 500.000 ha. Cây này gọi là cây Sony C5 ha, gam 2 bộ nhớ 16, 6.0, giá 500 ha, 116 nha, nhớ đọc là 116 em biết cây này liền ha. Rồi cây 117, cây này GTS 1516 LED, GTS 1516 Plus ha, học online tốt 5.1, cây này 400.000, 117 ha. Cây này 117, bà kia bà mua rồi, bà nói sao pin nó trâu quá, bà trả, bà nói pin nó trâu quá, bà không thích xài. Tôi cũng khó hiểu luôn, nhiều cái khó hiểu lắm bà con ơi, pin trâu này cũng trả nữa. Rồi, à, cây này 400.000 ha, 400.000, pin nước là trâu luôn, pin trâu lắm, bả nó để một tuần lễ luôn mà dục giật có 20% à. Rồi 117 ha, 400.000. Rồi cây Galaxy J700 gam 2 của nhớ 16, 6.0, giá 600.000 nha, J700 nha. Cây 118, vỏ này kia cũng còn đẹp ha, rin nha, rin nguyên cây luôn nha, rin nguyên cây luôn, màn hình rin luôn nha. Ai nói lô cây nào mà em nói chữ rin mà ai nói lô em cho luôn. Rin nó mới ám, ám nhẹ. Còn mà lô là không có giờ ám nha. Đây em nhìn cái màn hình biết thấy ám là em biết rin rồi, khỏi cần nhìn cái khác. Nó mệt, hiểu không? Cây J700 nha, không có nước không gì hết nha, còn đẹp luôn nha. Ở đây góc này nó bị thủy miếng nha, bị đen đen tí ha. Rồi không nứt gì hết luôn nha. Đó, vỏ cũng còn ok luôn, kính cam còn ok luôn ha. Đó, cây này giá 600.000 nha, 118 nha. Rồi cây 119 nè, cây Sony ZX, Sony ZX ha, cây này nhờ của hàng Nhật đó, nhập về ha. Cây này Sony nhưng mà nằm bên Nhật, là nhà sản xuất của bên Nhật, sản xuất của hãng Sony nha, gọi là chính hãng Sony nhưng mà của nước Nhật, sách tay về, gam 3 bộ nhớ 32, 8.0, giá 600.000 nha. Cây này bỏ sim nghe gọi rồi, găng tay trên đây luôn hay gì không biết nữa. Cây này em chưa thử nha, em bỏ thử đổi sim rồi, wifi rồi ha, tải về thử ha, ok hết luôn ha. Đó, sim sóng ngoài ghi đầy đủ ha, pin tốt luôn ha, vỏ cũng còn đẹp luôn, vỏ còn đẹp luôn ha. Em bán rẻ luôn, cây này sạc đuôi taxi nha, 600.000 thôi, gam 3 cũng nhớ 32, vỏ nó hơi cũ nha, em bán rẻ luôn 600.000 nha. Đó, cây này gam 3 cũng nhớ 32, 6.0, 8.0 luôn, giá có 600.000 thôi ha. Màn hình nó hơi chạy nhẹ nha, xài tốt.
Rồi cây này cây gen 5.5S. Gen 5.5S học online tốt, 5.0 giống là hãng gì. Nhưng mà cây này để là gen 5.5S ha. Học online tốt 5.0 giá 400.000, cây 1210 nha. Màn hình cũng bự ha. Nó cứ kêu ping ping. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50.000 hay chuyển khoản cho em 50.000, em ship toàn quốc luôn nha. Em ship toàn quốc luôn, đứng trên núi Aribang hay gì đó, chỉ cần cho địa chỉ ok đó là em ship tới chỗ tận răng luôn ha. Mua thì cọc em gái em ship ha. 400.000 thì trừ tiền ship ra còn 350, cộng tiền ship 35.000 ha. Em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng ok thì nhận, không ok thì gửi về em ha. Rồi cây Zen 5.5S ha, học online tốt 5.0 giá 400.000, cây 120 ha. Em có cây Oppo Neo 7 ha. Cây Oppo Neo 7 này cũng còn đẹp lắm. Mà vỏ nó hơi xấu, mặt lưng thì đẹp. Mặt lưng thì đẹp, wifi đầy đủ ha. Nào wifi nè. Đó. Đầy đủ ha. Tại cây này cũng còn đẹp ha. Mà sườn nó hơi chạy ha. Sườn nó hơi chạy. Cây này em mặt lưng thì còn đẹp nhưng em mới lục keo á. Đó, 121 nha, 121. Cây này Oppo Neo 7 nha, găm. Cây này bộ nhớ 16GB 5.0. Giá em bán 350 nha, cây này 350 dùng 121 nha. Chính hãng Oppo Neo 7 nha. Cây Z320 nãy em có nói qua rồi, cây này nãy có nói màu vàng, cây kia màu trắng ha. Cây này 500.000 nha, 122. 122 nha. Pin nguyên cây luôn nha. Riêng nguyên một cây luôn, màn hình không nứt gì hết nha. Tất cả dòng từ RAM 2GB học online trở lên em reset toàn bộ ha. Có ai muốn tải gì thì nói em trước nha. Nên còn không thì để trắng máy về tự tải nha. Rồi chào bà con.